Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, để gợi ý một mẫu nhà đẹp trong tương lai thì hôm nay nhà đẹp Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hùng. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi phác thảo lên cho gia đình anh Hùng. Căn nhà của anh Hùng là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại, tông màu chủ đạo là một trầm sứ kết hợp với màu nâu của hệ mái Nhật, giúp cho công trình thêm năng động, trẻ trung, tươi sáng và ấm áp hơn. Sự kết hợp hài hòa tinh tế giữa tổng thể ngôi nhà cũng như cổng chính và hàng rào đã tạo nên cho công trình của anh thêm sang trọng và bắt mắt. Khi cổng chính chúng tôi bố trí là cổng sắt khuôn tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính là cột vuông to khỏe khoắn được chúng tôi ốp giả đá nhằm tạo điểm nhấn cho toàn bộ cổng chính của gia đình anh Hùng. Hệ thống hàng rào thì chúng tôi sẽ kế xen giữa là hệ lam gỗ, giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng và đảm bảo được an toàn cho gia đình của anh. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Hùng được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ, thông thoáng, không bị bám bụi và dễ vệ sinh. Hai cột ở bên cạnh sảnh chính thì chúng ta nhìn thấy khá là đặc biệt, bởi vì hai cột này thì chúng tôi sẽ thiết kế không phải là sơn màu trắng như bình thường mà chúng tôi sẽ ốp gạch thể toàn bộ cột này, rất là bắt mắt và sang trọng đúng không ạ? Cửa chính thì chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim non phê khung pano kính phun sơn màu đỏ, giúp bền màu theo thời gian, không bị thông vênh mối mọt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và giá thành thì khá là rẻ. Các bạn nhìn thấy thì căn nhà của anh Hùng được chúng tôi bố trí rất là bắt mắt với hệ mái Nhật và giúp chống nóng cũng như là che mưa rất là tốt. Nhìn từ bên trái sang, căn nhà của anh Hùng được chúng tôi thiết kế thêm một sảnh phụ để gia đình anh có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Hệ thống cửa chính tầng 2 cũng như là cửa sổ tầng 1 và tầng 2 thì chúng tôi đều bố trí là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên và giảm chi phí trong quá trình xây dựng và tuổi thọ của nhôm kính thì khá là cao. Xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi bố trí khá là nhiều bồn hoa cũng như chậu cảnh để giúp gia đình anh có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh và trong lành. Tầng 2 thì chúng tôi có bố trí thêm một hệ lam giúp che nắng che mưa cũng như là giúp gia đình anh có thể trang trí thêm giỏ hoa đây, giúp tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà. Như các bạn đang nhìn thấy thì trên những bức tường mà chúng tôi đều thiết kế và trên những cửa sổ thì chúng tôi đều thiết kế thêm những phần rất là bắt mắt. Tường thì chúng tôi bố trí những đường chỉ âm giúp tránh sự đơn điệu cho một bức tường cũng như là tạo điểm nhấn cho toàn bộ ngôi nhà. Còn khu vực cổ mái như các bạn đang nhìn thấy thì chúng tôi bố trí sơn màu nâu nhằm mục đích phân tầng. Trên cổ mái, trên sân đông mái cũng như trần nhà và cột nhà thì được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống đèn neon light chiếu sáng, giúp chiếu sáng lung linh huyền ảo rực rỡ vào ban đêm cũng như sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh Hùng tọa lạc trên diện tích đất rất là rộng lớn, hệ bao bọc bởi hệ thống tường rào rất là kiên cố và vững chãi, có khu để xe rất là rộng và có khuôn viên sân vườn để các thành viên trong gia đình có thể quây quần đầm ấm bên nhau. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn tha hồ lựa chọn mẫu nhà mà mình yêu thích. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thực tế, thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một kênh website mang tên miền nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập vào website nhà đẹp Tân Á.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng trong tương lai các bạn nhé. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Hùng thì xin mời các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng mặt bằng nội thất, mặt bằng 3D nội thất căn nhà của anh Hùng các bạn nhé. Căn nhà của anh Hùng được chúng tôi bố trí từ sảnh chính bước vào là một phòng khách rất là rộng rãi này, bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như TV để giúp gia đình có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn cũng như bố trí một phòng ngủ ở đây và nhà vệ sinh ở cuối nhà, hai nhà vệ sinh ở cuối nhà là rất là thông thoáng để gia đình có thể thuận tiện trong nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Tiếp đến lên bên mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì chúng tôi bố trí một phòng thờ với tính là với hướng rất là hợp với phong thủy của gia đình anh Hùng, tránh gió, không quá bí để ánh nắng trực tiếp trói vào, một ban công rất là rộng lớn để gia đình có thể hóng gió hóng mát. Ba phòng ngủ của chúng tôi bố trí rất là tinh tế và hợp lý. Ở khu vực cuối nhà thì chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung cũng như là một sân phơi rất là rộng rãi và thông thoáng. Các bạn thân mến, hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh mặt bằng phong thủy của gia đình anh Hùng đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi phát thảo lên. Được biết anh Hùng sinh năm 1994. Hướng tốt để xây nhà là hướng Tây, Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc.
chúng tôi cũng đã phác thảo lên mặt bằng khu đất, định vị khu đất của gia đình anh Hùng để các bạn có cái nhìn thật là rõ và cụ thể hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Hùng các bạn nhé. Căn nhà của anh Hùng thì tọa lạc trên diện tích đất là 9,1 x 13,2 m². Từ sảnh chính bước vào, chúng tôi bố trí phòng khách với diện tích là 26,5 m². Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là tivi, giúp gia đình anh Hùng có khoảng không gian sinh hoạt chung và tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích là 22,4 m². Ở tầng 1 thì chúng tôi bố trí một phòng ngủ có diện tích là 16 m² và vệ sinh khép kín là 5,5 m². Cuối nhà thì chúng tôi cũng bố trí thêm một nhà vệ sinh chung có diện tích là 6 m². Tiếp đến lên đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí có các công năng như sau: một phòng thờ với diện tích là 11,4 m², bố trí bàn thờ hợp với phong thủy của gia đình anh Hùng, kết hợp với cửa sổ và cửa lùa giúp cho phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Ở đây thì chúng tôi cũng bố trí có 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13,3, 12,1 và 16 m². Cuối nhà thì chúng tôi bố trí một nhà vệ sinh chung có diện tích là 6 m², cũng như một sân phơi để phơi quần áo là 13,2 m². Xung quanh ngôi nhà chúng tôi bố trí rất nhiều cửa sổ giúp ngôi nhà luôn được sạch sẽ, thông thoáng, đón gió và đón ánh sáng được tốt hơn. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp thân ái chúng tôi đã thiết kế xong cho anh Hùng. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm thật nhiều sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua hotline 0944 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp thân ái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.